Tôi vốn là một tiểu thư đoan trang, dịu dàng, nhưng giờ đây lại trở thành một kẻ ương ngạnh, ngược như một bà hoàng. Chỉ vì tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được nửa năm. Tuy nhiên 2 năm trước, để giúp gia tộc phục hưng, mà không thông báo cho tôi, cha đã bí mật đồng ý việc hôn nhân sắp đặt tôi cho một người đàn ông xa lạ. Em trai tôi đã cướp đi của hồi môn và xính lễ. Kể từ ngày đó, mọi người đều nói tôi đã phát điên, gặp ai cũng mơ hồ, vừa nhút nhát vừa im lặng. Xin hỏi có phải cô Lâm không? Phiền cô đến 16.898 càng sớm càng tốt. Em trai cô đánh người ta đấy. Tôi sẽ đến ngay. Bước vào cửa, cảnh tượng hỗn loạn, khắp nơi là những mảnh chai rượu vỡ nát. Trước khi đi tôi đã tát người đó, cô bồi thường cho anh ta 20 vạn. Coi như thưởng cho anh ta. Ai cần tiền của cậu chứ? Tôi muốn cậu xin lỗi. Trên đời này không có việc gì mà tiền không giải quyết được. Vừa hay nhà tôi lại có tiền. Chị gái xấu xí và ngu ngốc của tôi. Tiền xính lễ lên đến 200 triệu đấy. Nếu hết tiền thì cũng có thể hỏi Phó Ngọc Xuyên mà. Anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Phó Sĩ. Tiền nhiều vô kể. Cô nói có đúng không? Khi Hi nghe đến 3 chữ Phó Ngọc Xuyên, người đàn ông nằm dưới đất bỗng bật dậy. Con trai út của Đường Thiên Lam, trông khoảng 17, 18 tuổi. Tính cách khá thật thà. Người có vẻ ngốc nghếch, không quá thông minh. Lâm Vọng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dần dần thiếu kiên nhẫn. Cô có đưa tiền hay không? Thưởng anh ta 20 vạn, rồi thanh toán hóa đơn quán quán ba luôn. Tối qua tôi có mời khách. Tiếng tát vang dội khắp mọi ngóc ngách. Mọi người xung quanh đều biến sắc. Không ai dám lên tiếng. Lâm Thiển, mày dám đánh tao à? Lại thêm một cái tát nữa. Đánh đến nỗi đám đàn em của Lâm Vọng đều lùi lại vài bước. Phó Dương bên cạnh cũng có chút sợ hãi. Nhìn chằm chằm bao người phụ nữ không giống với tin đồn. Đệ nhất danh môn của Kinh Thành. Lâm Thiển, mày đánh tao 2 lần liên tiếp. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ còn không dám động đến một sợi tóc của tao. Mày thì càng nghe, lời đến mức phát sợ. Bảo mày làm gì là phải làm đấy. Giờ đã đánh tao, lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Lâm Vọng giơ tay định đánh trả. Lâm Thiển nhanh chóng nhảy một cái đạp vào bụng anh ta, đá người ngã lăn ra đất. Lâm Thiển. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiển đang từng bước tiến lại gần, giày dẫm lên chân anh ta. Đau 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 đau. Uống rượu cả đêm, yếu ớt thế này mà còn muốn đánh trả. Lâm Thiển, bố mẹ sẽ không tha cho cô đâu. Bố mẹ ư? Tôi có bố mẹ sao? Hình như là không có. Nếu không thì tại sao 24 năm tôi qua tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ? Lâm Thiển nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Phó Dương. Phó Dương, đại tẩu, qua đây. Phó Dương run rẩy khi Lâm Thiển nhìn bước qua. Những bước nhỏ làm theo, giữ khoảng cách an toàn. Vết thương trên mặt là do Lâm Vọng đánh. Phó Dương gật đầu. Đại tẩu, chuyện này tôi cũng có lỗi. Đều là do bạn học của tôi không hiểu họ chuyện. Họ đã xảy ra tranh cãi với Lâm Vọng, rồi còn động tay chân. Nhà tôi ở giữa muốn can ngăn nhưng không được, bị anh ta tát 2 cái. Đánh lại đi. Làm gì chứ? Lâm Thiển, cô có phải là chị của tôi không? Lâm Vọng nằm dưới đất không cử động được, giận dữ hết lên. Lâm Thiển dẫm một chân lên Lâm Vọng, cơn đau khiến anh ta im lặng. Tôi bảo cậu tát lại anh ta. Nụ cười này trong mắt Phó Dương là vô cùng nguy hiểm, giống như một bông hoa ăn thịt người đẹp đẽ nhưng chớt chóc. Chị dâu hai, em biết học sinh không nên đến quán ba, đánh một cái là xong, đừng đánh nữa được không? Thôi vậy, Lâm Thiển nhấc chân. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cô gọi điện báo cảnh sát. 16.898 có người đánh nhau. Lâm Thiển, cô điên rồi à? Lại còn báo cảnh sát bắt em trai mình. Chú cảnh sát, tôi từ chối. Tôi đề nghị chú cảnh sát giam giữ anh ta nửa tháng để cải tạo. Lâm Thiển, nếu như tôi bị giam giữ, tôi có án tích. Là chị gái, hình ảnh của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô là một tiểu thư danh giá được mọi người trong giới khen ngợi, đã giữ gìn được nhiều năm như vậy. Cô cam tâm để một vết nhơ như vậy sao? Cậu cũng biết mình là một vết nhơ à? Cô, sao lại có ý thức như sao vậy? Sao không đi đánh nhau đi? Lâm Vọng nhìn chăm chú, anh ta nhìn thẳng vào người trước mặt. Rõ ràng đây là Lâm Thiển, nhưng lại không giống Lâm Thiển cho lắm. Trước đây cô ấy không như thế này. Cô ấy không có gan nói chuyện với tôi như vậy. Lâm Vọng định nói gì đó. Đám đàn em bên cạnh đột nhiên đưa tay bịt miệng anh ta. Vọng ca, anh mà mở miệng nữa, chị anh sẽ đánh anh tiếp đấy. Trên đường về nhà, tài xế quan tâm hỏi phu nhân. Bây giờ tôi đưa phu nhân đến nhà Lý phu nhân. 3:30 chiều, lương phu nhân tổ chức một buổi tiệc trà. 5 giờ còn có một buổi họp mặt uống trà. Đưa tôi về Lê Viên. Nhưng thưa phu nhân, trong giới ai tổ chức tiệc trà? Chỉ cần mời phu nhân, dù bận thế nào, phu nhân cũng sẽ đến tham dự. Không có tâm trạng đi, cứ về Lê Viên trước đi. Trong biệt thự Lê Viên, thưa phu nhân, hôm nay tiên sinh đi công tác về, còn nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà. Phu nhân có thể xuống bếp làm bữa tối rồi. Cô bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối. 10 phút nữa tôi xuống ăn, chỉ cần làm phần của tôi thôi. Phu nhân không tự tay nấu cho tiên sinh sao? Anh ta có tay có thể tự làm. Phu nhân, nếu người không nấu, vậy tôi bảo người giúp việc làm bữa ăn cho hai người. Đợi tiên sinh về, vậy có được không? Tiên sinh đi công tác không nói với tôi, giờ về kinh thành cũng không nói với tôi. Tại sao tôi phải đợi anh ta cùng ăn cơm? Còn phải tự tay xuống bếp làm bữa lớn đợi anh ta về thưởng thức. Ngày ngày chiều chuộng anh ta. Nói xong, cô quay người đi vào phòng thay đồ. Người vừa nói chuyện đó có thực sự là phu nhân không? Sao phu nhân lại nói những lời như vậy? Sao đột nhiên lại giống như đã biến thành một người khác? Không lâu sau, bóng dáng của Phó Ngọc Xuyên xuất hiện ở phòng trong ký ức của Lâm Thiển. Kết hôn 2 năm có lẽ chỉ gặp anh ta 3 lần. Em không biết hôm nay anh về à? Không biết vì anh không nói với em. Em đã ăn tối rồi à? Đúng vậy, không đợi anh.
Đúng thế, nói xong Lâm Thiển đứng dậy đi đến trước mặt anh ta. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Người giúp việc đang đi làm bữa tối cho anh, nửa tiếng nữa anh sẽ được ăn. Người phụ nữ trước mắt sao lại thay đổi? Trước đây mỗi lần về đều sớm, sớm đón tiếp ở cổng biệt thự, cười đi đến bên cạnh tôi, đi theo tôi vào biệt thự. Lần này công tác 3 tháng, trải qua 100 ngày không gặp cô ấy đã làm gì? Một ngày nọ, một người đàn ông bước vào. Em nghe người giúp việc nói anh đi công tác về, nên em lập tức đến lề viên. Anh, lần này hợp tác xuyên quốc gia anh đàm phán thật giỏi. Mấy vị giám đốc già không phục anh ở công ty, giờ ngay cả một cái giám cũng không dám thả. Phó Hàm nhìn quanh. Lâm Thiển đâu rồi? Vừa nói xong, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Ngọc Xuyên. Xin lỗi anh, em nói nhanh quá, không thấy bóng dáng chị dâu, nên em mới hỏi thế. Chúng tôi chỉ là bị ép kết hôn, không có tình cảm với nhau. Lâm Thiển trong mắt tôi, chỉ là một người vợ theo nghĩa pháp lý. Tôi chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Mỗi tháng chuyển tiền là được, dù là hôn nhân sắp đạt không có nền tảng tình cảm, cậu cũng phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Anh, chị dâu là đối tượng kết hôn do Đường Thiên Lan chọn cho anh, là tai mắt của Đường Thiên Lan dùng để giám sát anh. Cô ấy rất có bản lĩnh, hai năm qua chẳng để lộ chút sơ hở nào. Đường Thiên Lan là nữ chủ nhân của nhà họ Phó, là mẹ trên danh nghĩa của Phó Ngọc Xuyên. Lúc này Lâm Thiển đi tới. Phu nhân, cô định ra ngoài à? Hôm nay cô ăn mặc đẹp quá, đặc biệt xinh đẹp. Mê mông, tôi có việc phải ra ngoài một chút. Vừa nói xong, liền thấy Phó Hàm trong phòng khách. Phó Hàm là em trai không có quan hệ huyết thống, nhưng thân thiết như ruột thịt của Phó Ngọc Xuyên. Tình cảm sâu đậm, cuộc hôn nhân sắp đặt 2 năm trước. Phó Hàm chạy ra phản đối, tại sao bắt anh trai tôi cưới cô ta? Hôn nhân của anh trai tôi phải do anh ấy tự quyết định. Các người, có quyền gì mà ba câu năm lời đã định đoạt cả đời anh ấy? Dựa vào việc các người già sắp chết à? Nhưng sự phản đối của anh ta vô hiệu. Lâm Thiển thu hồi ánh mắt. Hôm nay ăn gì vậy bác Hàn? Phu nhân, tôi đã làm món mì mà người thích ăn. Hai người chủ tớ đi xa, tiếng nói cũng biến mất. Phó Hàm nhìn chằm chằm về hướng Lâm Thiển rời đi hồi lâu. Nhìn về phía Phó Ngọc Xuyên, anh cũng thấy rồi đúng không? Cô ấy không bình thường. Cô ấy ăn nhầm thuốc à? Tại sao lại khác với trước đây? Cô ấy là chị dâu của cậu. Thái độ nghiêm túc một chút. Ở phòng ăn, Phó Hàm đến bên cạnh Lâm Thiển, đánh giá từ trên xuống dưới. Quan sát kỹ lưỡng. Cô đổi chiến thật rồi à? Con người cứng nhắc, đần độn suốt 2 năm qua, giờ đổi cách khác. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Dù cô đổi cách nào, cũng không bao giờ có được trái tim anh trai tôi đâu. Anh ấy không thích cô. Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa bị ép buộc cho anh ấy. 2 năm nữa, khi chúng tôi dọn dẹp xong mấy lão gia cổ hủ ở công ty, nắm được quyền lực cốt lõi, anh sẽ là phó gia chủ, là người nói một là một. Việc đầu tiên khi nắm toàn quyền là ly hôn với cô, ném cô ra khỏi nhà họ Phó, tát mạnh vào mặt đám gia có ý đồ xấu xa đó. Lâm Thiển không nói gì, nhìn người em trai thân thiết như ruột thịt trước mặt. Trong giới ai cũng biết, Phó Ngọc Xuyên là một tài năng kinh doanh kỳ lạ. Chưa đầy 5 năm đã ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, là đứa con thất lạc nhiều năm mà nhà họ Phó tìm về từ London. Cũng là người thừa kế có triển vọng nhất để tiếp quản nhà họ Phó. Trước khi cưới Phó Ngọc Xuyên, tôi cũng chỉ biết những điều này. Sau khi về đây, những chuyện riêng tư này đều do cậu nói cho tôi biết. Quan trọng là cậu dường như không nhận ra. Cậu đã tiết lộ hết bí mật của Phó Ngọc Xuyên. Lâm Thiển, cô đừng có cố gắng lấy được gì từ anh trai tôi. Càng đừng nghĩ đến việc bám lấy anh ấy không buông. Phó tiên sinh, xin lỗi. Phó Hàm kinh ngạc thất sắc, lập tức cúi người cúi đầu sửa lại cách xưng hô của mình. Chị dâu, đợi 2-3 giây không có động tĩnh. Phó Hàm quay đầu lại, phía sau trống không. Bác Hàn, dọn bát đồ đi, anh ta không cần ăn ngon đâu. Phu nhân, người làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn mà. Tôi tưởng anh không ăn nên mới nói chuyện mãi. Lê Viên không nấu lại bữa hai, đói thì chịu đi, 9 tiếng nữa là có thể ăn tối rồi. Cô là đồ phụ nữ độc ác. Phó tiên sinh, Lâm Thiển, cô còn muốn lừa tôi. Đừng tưởng tôi không dám đánh cô, chỉ là một bà phó phu nhân hữu danh vô thực. Còn thực sự nghĩ tôi tôn trọng cô, coi cô là chị dâu à. Cô, Phó Hàm. Giọng nói lạnh lùng của Phó Ngọc Xuyên truyền đến. Ngọn lửa chưa kịp bùng lên của Phó Hàm hoàn toàn tắt ngủ. Lập tức cúi đầu, gọi cô ấy là gì? Chị dâu, Phó Hàm cúi đầu thật thấp. Vội vàng bổ sung, xin lỗi chị dâu, em không cố ý. Đừng so đo với em. Cô ấy bước về phía trước. Khi đi ngang qua Phó Ngọc Xuyên, hôm nay nhà họ Phó có bữa tiệc 5:30 chiều nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ đến đón cô. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.